Ngày 10 tháng 1 năm 2022, huyện ủy Lang Chánh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác cấp ủy năm 2021, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2022. Các đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí là chuyên viên các ban xây dựng Đảng, tỉnh ủy phụ trách theo dõi địa bàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo chủ chốt các xã thị trấn trong toàn huyện và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng về dự hội nghị. Sau khi thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2022 và tổ chức thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã phát biểu kết luận, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể chính trị, các cơ quan đơn vị thực hiện tốt 6 nội dung quan trọng. Một là tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và huyện, đồng thời cụ thể hóa vào thực tiễn của địa phương, đơn vị, ngành mình một cách hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, từng cấp, từng ngành, địa phương, đơn vị phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hai là tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung vào 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đã xác định, đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục kêu gọi xúc tiến đầu tư để có nhiều doanh nghiệp về Lang Chánh tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân, nhất là các ngành may mặc, da giày, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Phải xác định và lựa chọn đúng những tiềm năng, lợi thế của địa phương để chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm như lâm nghiệp, du lịch, công nghiệp và tiêu thụ công nghiệp, trong đó chú trọng cây con đặc sản có giá trị kinh tế cao, trồng rừng gỗ lớn có chứng chỉ, thâm canh cải tạo phục tráng rừng luồng, vầu và giống mới năng suất cao, trồng dược liệu như sâm ngọc linh, lan kim tuyến, nông nghiệp hữu cơ chăn nuôi gà đồi, vịt bản địa, lợn cỏ, xây dựng và ban hành các đề án hỗ trợ khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hạ tầng, siêu thị, trung tâm thương mại, khu đô thị, khu dân cư, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Ba là tập trung đẩy mạnh việc thực hiện các quy hoạch và điều chỉnh các quy hoạch có liên quan để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên khoáng sản, các tuyến đường giao thông, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm của người đảng viên. Trung ương đã ban hành quy định 37, trong đó quy định rõ 19 điều đảng viên không được làm. Đồng chí Bí thư huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng đề nghị các cấp ủy phải xây dựng kế hoạch triển khai đầy đủ và thấm nhuần cho đảng viên, sau này giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng chỉ rõ, vừa qua, Ban Thường vụ huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm một số tập thể cá nhân và đánh giá xếp loại. Trong thời gian tới, sẽ cương quyết và có những giải pháp mạnh hơn nữa trong công tác cán bộ, đánh giá, khen thưởng kỷ luật cán bộ, nhất là tập thể cá nhân nào mất đoàn kết, trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã triển khai và tới đây triển khai, giải quyết ô nhiễm môi trường, quản lý chặt chẽ việc thu chi ngân sách. Bốn là nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả hoạt động lĩnh vực giáo dục, nhất là về nâng cao chất lượng đại trà cũng như mũi nhọn, đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, không để lây lan ra cộng đồng, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc tham gia bảo hiểm y tế, chú trọng giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Năm là đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là trên tuyến biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giao thông, phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương cũng như quy chế làm việc. Sáu là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị gắn với thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng và thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác xây dựng đảng trên cả 4 mặt, tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, chuẩn bị cho công tác quy hoạch,
công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm lại cán bộ theo trình độ, năng lực, sở trường, đặc biệt là cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cương quyết bố trí, sắp xếp lại những cán bộ có năng lực chuyên môn yếu, không trách nhiệm, không quyết liệt, mất đoàn kết nội bộ, xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên vi phạm, bảo vệ những cán bộ đảng viên dám đấu tranh, dám nghĩ, dám làm. Đây là khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đã xác định và đã triển khai kế hoạch thực hiện thời gian vừa qua. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng yêu cầu các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh của huyện về việc tổ chức Tết cổ truyền, chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, quản lý, kiểm tra hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022, tổ chức đón Tết trong điều kiện COVID-19 với phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà đối với các gia đình chính sách, hộ đói, hộ nghèo và không để một người dân nào không có Tết. Đồng thời đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết, chỉ đạo trang trí, dọn dẹp vệ sinh môi trường các khu trung tâm, các nhà văn hóa, các tuyến đường, tổ chức quản lý tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân vui xuân đón Tết. Năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng để Đảng bộ huyện Lang Chánh hoàn thành mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 23. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, phát huy những thành tích, kết quả, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong năm 2022, phấn đấu để đưa huyện Lang Chánh sớm thoát khỏi huyện nghèo, trở thành huyện khá của khu vực miền núi vào năm 2025. Hội nghị cũng đã tổ chức trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 2 cá nhân và 2 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác dân vận, trao tặng cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 1 tập thể, tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 cá nhân, tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho 1 tập thể và 1 cá nhân vì đã có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng, trao bằng khen của Ban dân vận Tỉnh ủy cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong công tác dân vận, tổ chức trao giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2017-2021.